Liên quan đến vụ nam thanh niên nghi mất tích dưới hồ đá trong Đại học Quốc gia TP.HCM, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, sáng nay thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Nạn nhân tên N, C, D, 25 tuổi, quê Đồng Nai. Khoảng 9 giờ sáng, thi thể nổi lên gần vị trí mà nhân chứng nhìn thấy. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tới vớt thi thể nạn nhân lên bờ, bàn giao lại cho công an thành phố Dĩ An tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Như đã thông tin, trưa hôm qua một người đàn ông đang ngồi câu cá trong hồ đá Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì nhìn thấy ở bờ đối diện có một người rơi xuống hồ rồi mất tích, trên bờ để lại đôi dép và chiếc điện thoại. Trong chiều qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã lặn tìm nhiều giờ đồng hồ nhưng không có kết quả. Gia đình cho biết nạn nhân có nợ nần bên ngoài, gia đình đã nhiều lần trả nợ thay. Ngày 27 tháng 10 anh nhắn tin cho người thân nói xin lỗi, tới trưa 28 tháng 10 thì xảy ra vụ việc.